nay thì có rồi, có kết quả luôn. Có kết quả nó làm sao? Bị dính khớp à? Tôi biết quay, khám gì cho rẫy á, thì nó là dính viêm cục sống dính khớp. Mà hiện tại là nó chưa dính, đang hoạt động, nó chuẩn bị dính khớp lại. Lên cái thức phần cổ luôn, tự ra mà lên thức phần cổ luôn. Đau không? Dạ đau. Nó đau như thế nào? Nên gần cổ nó đau sao? Lên gần cổ nó đau hai thanh lên đây. Nằm nghiêng không được, nằm thẳng lên á thì nó bị nằm thẳng người á thì nó đau đây, nằm không, nói chung là nằm nghiêng không được, nằm thẳng cũng không được. Thế nó có đau hai cái chỗ này không? Nó đau ngay hai cái chẳng hạn này. Hai cái chẳng hạn à? Dạ. Mình lúc mà nằm thẳng á, mình co giống là co không nổi, phải lấy hai cái tay vì nó lên, nó mới lên cái chân. Chân thì đi chụp thì người ta nói là chụp đó thì người ta nói có gai à? Nói chung là bây giờ nó đau ở chỗ nào? Bây giờ nó đau như sưng ở chỗ này. Sưng đây. Đây hai cái này, cái hai. Ô, sao đau? Đau lắm luôn. Đau lắm. Đau lắm luôn. Ừ. Còn đây là đưa trên kia. Còn đây là một gai rồi. Ở đây thì có gai rồi. Đây một gai. Nâng thì đau không? Dạ, nâng nguyên cục này là cái nghiêng đốt sống, đốt sống cục của cái mông là ngồi dạng ngồi ghế này là cua sẽ phải nửa làm sao để đỡ cái lưng chứ không dám ngồi trực tiếp cái xương cùng. Nên là bị mấy tháng rồi? Dạ, mới phát cái 3 tháng nè, 3 tháng là phát đây. Còn cái này là phát từ tháng 7 năm ngoái nè. Cái bên có gai là nó phát 4 năm trước rồi. Mà 4 năm trước thì nó có gai nhưng mà nó không có đau, nó chỉ một lần còn bây giờ nó phát lên đây, bây giờ lên đây nó bị hai cái ngang như nhau. Chỗ này nó đau? Dạ không, ở giữa đâu không đau, hai bên đó. Hai bên này. Dạ hai bên này nè. Bên này. Bên này ở ngoài kia. Trời, tí nữa xem có đứa đau như nhau. Chụp cái khớp háng chưa? Dạ có ớt quen. Thế mà mắc làm sao?
nó bị gì để thầy coi kết quả với lại trẻ chú anh không ạ? Nó mới là có khi là nó bị hoại tử chứ hàng nhỉ? Thầy định ra thầm thì có một tìm cho thầy có nhiều lắm. Đỡ đau chưa? Đỡ hơn lúc nãy chưa? Đừng đi có gáp nha, đừng móc sụi luôn đó. Dân lập trình là bị hết. Giờ này bấm vào đây là nó đỡ đau rồi đây nè. Đỡ chưa? Yeah.
Rồi, rồi, quay này đây, quay này đây, quay này đây. Đi cùng Dũng và đi ngồi bên này rồi bên kia. Một bữa nay là thầy tắm cái này là hơi đặc biệt á. Đưa cái chân đi. Không lắm, mấy thấy thầy tắm cái đường như thế này. Dạ. Thiếm đặc lắm á. À, bên giờ là bên ăn. Quá đau, nó buồn quá đau. Đây là kêu bằng có một, có hai nè. Không, Dũng thầy là nghề mà đi từ này. Đến bệnh viện. Trước tôi chỉ có bệnh phòng không chạm nữa. Thế là đi bệnh viện hết bệnh nội bệnh nội bệnh kia thì khác là suốt từ sáng tới trưa trưa đến chiều. Thế chỉ có một ông như là ông già. Thì mở cái hãng làm ở đâu đúng không? Đúng chính xác. Là mở hãng làm đâu? Bạn mình bị hoại từ cái công ty kia. Cái đó chưa được này. Khỏi đi. Khó lắm đâu. Hoại từ cái công ty kia phải cẩn thận. Đâu? Dạ nào. Mẹ mới phải. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì lâu quá đó. Đau lắm. Nó đau lắm thế được. Rồi, hôm nay hết rồi. Ngày mai làm tiếp. Mai làm tiếp.